bị mắc mưa thì không có quay cho mọi người xem được, thì mình xin đại diện cái gia đình của mình hát tặng mọi người một bài hát. Mình xin được phép hát nha. Từ từ đi nha, mình hát nha. Nobita Suka Doremi Chai En Seiko, Ma Chai En thì giàu, Ma Seiko thì nghèo, còn Nobita luôn ăn hiếp cành hè. Nobita thầm yêu Suka, hai bông hồng tặng cho trái em. Nếu trái em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobita ra đời. Mình hát vậy thôi, chắc mọi người kế bên không có nghe mình hát gì đâu ha mọi người. Tại bây giờ là kẹt xe thì xung quanh mình toàn là người không à, nhưng mà mình chùm trong đây thì đâu có ai biết mình là ai đâu đúng không mọi người. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ nha. Bye bye. Cùng cuộn muôn sông nước chân tràn lên bay. Anh về quê mọi người, đây chết mẹ dính cam rồi. Đây sẽ là một chiếc vlog mẹ, lạnh quá lồn. Vlog này để quay mình cho hai đứa chung bộ của mình, chị cả của mình với thằng Út. Không biết có ông già không nữa. Mình lạc mất ông già mọi người. Đi kế bên mình là chị Hai. Chị Hai. Nhìn vlog chị Hai nãy quay vlog nhiều lắm mấy bạn ơi. Tí mình ghép vô cho coi. Giờ mình sẽ đi lên gặp con Tư với bạn của con Tư. Thôi đứng đó, đứng rồi mình đứng sảnh nè. Nó đi lạc các hướng rồi mà. Hello mọi người. Bây giờ là mình đang đợi ông già. Ông già đang chạy xe mất tiêu rồi. Má hành tình đi gặp ông già nha mọi người. Đúng đâu vậy? Hả? Đúng đâu vậy? Ê. Ủa? Hello tất cả các bạn. Xin chào tất cả các nhà yêu của Kem. Hey, rồi thôi. Tôi chủ kênh nha mọi người. Không, tôi chủ kênh. Này mới quen, này bạn mới quen. Bạn tên này gì? Này là ngoài gia phả. Ồ. Này bạn của con Tư nha mọi người. Con rơi. Mình đang quay vlog lạc mất ông già nha mọi người. Lạc đi mà nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó. Giờ đang đứng đợi ông già. Má khổ ông già quá. Giờ đây Những người con đang đi đón ông già. Quá mệt mỏi. Má chiều con chiều cháu. Đi làm từ 5 rưỡi sáng về tới nhà chưa kịp tắm. Má qua đây mà mắc mưa các thứ nữa chứ. Đội mưa, má thương ông già quá trời đó rồi. Mắc mưa đi lạc đồ này kia nọ. Trời ơi má đi từ hồi à. Mấy giờ nha? 4 giờ. Má mọi người thấy khổ không? Má già cả rồi đi làm về má kiếm tiền cài cho mấy đứa con đi chơi. Còn tụi nó bánh đại qua từ rồi mà 3-4 giờ mà tới giờ nè, giờ là có 6:40, 7 giờ rồi. Khổ quá. Hai đứa con kia ở nhà ngán chơi vui vẻ nha. Hello. Nói gì vậy ta?
con chị hai mình nó nói à, chị cả với Út nha nè, này là em đi để trải nghiệm cho mọi người, cho hai đứa trùng bò. Ở ngoài trùng bò thì chắc chắn không có này đúng không? Đây, cái này người ta kêu là kinh khí cầu đó nha, cả với Út, cả Út ơi. Ok,
years. It's so good to be back in Vietnam with this amazing crowd. This country is Vietnam. I wish I could have been here.
đâu mọi người. Vậy là hết rồi nha mọi người. Những kỷ niệm còn đông lại trong tôi là cái cổ họng không nói được. Dạ, cái đầu và cái chân. Và cái chân ôm đi được. Dạ, cái chùm tóc. Con muốn nói lại sau cùng không? Gì? Mệt. Ngáo ơi. Ngáo. Vlog, vlog. Ngáo. Rồi, lại nó lẹ ta cắt chương trình này. Hết rồi. Ngáo. Hãy nói đời cuối cùng bạn muốn nói. Đạt ông cho. Bye bye mọi người. Bye.